Rồi là đó, đầu tiên công Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả mọi người ha. Thì hôm nay công Nguyên có một cái cây mai bonsai giống có bốn lông chơi Tết 2022 mọi người, xin được ra mắt và giao lưu với tất cả mọi người. Cây thì nói chung cũng rất là già và rất là đẹp, thì nó cũng đã thành phẩm ha mọi người. Nó này nó hơi phức, mình sẽ tiến hành mình quay cho mọi người xem ở đây. Thì cái mình sẽ tiến hành mình để mình quay và chia sẻ mọi người ha. Nó cái dáng cong hay hai cong rồi mọi người thấy không, lắc lượng lên đó. Đặc biệt nó là bộ đế này thì nó đang bám xuống nha mọi người, thấy không, bộ đế đang bám xuống rất là ok luôn đó. Thì bây giờ mình sẽ mình quay cho mọi người xem. Thì cái chậu này là chậu 20 40, chậu này chậu 40 ha, chậu này không ship rất là nặng nha, nên mình sẽ hạn chế ha. Nếu mà tội nghiệp cái hàng này mình không có bao ship, nên có thể là mình sẽ khui ra về anh em có thể vô chậu lại ha. Mà cái chậu này lúc đó chậu đặt nên là nó rất là nặng nha, tiền ship thì tội nghiệp mấy anh em, nên mình không ship chậu đó. Rồi thì cây này cao cũng khoảng tầm 20 nè, 40 60 80 hay mọi người, trên cái ngọn này thì tương đương cái tầm khoảng 80, chiều ngang thì 20 40 60 80 luôn ha, cái chiều cao qua 80 họ. Thì cây nè thì mình sẽ tiến hành mình quay một vòng để cho mọi người xem đây nè. Đó, thấy không? Thì cây này nó được cái dáng như thế này đây nè. Đây. Và đây mình sẽ quay một vòng để cho mọi người xem. Đây trong này nó hơi phức hay mọi người. Đó, thấy không? Vẫn thấy được cầu nguyên ha. Đó, và lùi ra phía sau bên đây. Lùi ra phía sau bên đây thì nè, nó. Cây nó vậy nè mọi người. Nó rất là tuyệt vời là cái chỗ này nè mọi người. Đó, thì mình sẽ quay trở lại ha. Đó. Và ở đây thì nó cũng sẽ lợp thành một cái tàn cũng đều ha mọi người. Rất là ok. Tiến hành quay ra ngược lại cho mọi người xem. Hôm nay bán cũng là gai thì nói chung cũng sắp trống rồi. Đó, cây lắc lượng rất là đẹp ha mọi người, đặc biệt là cây thành phẩm bông búp thì rất là ok nha. Đây, mình sẽ quay cái bằng cái camera trước cho mọi người xem luôn đây. Đây nè cho mọi người xem nó. Bông búp rất là nhiều luôn, lạc lá cái là ok, nó nở rất là tuyệt vời ha. Đó, ha. Cái cây này nói chung là nó rất là đẹp ha mọi người. Già lắm, quanh thì tầm khoảng đây nè. Quanh thì tầm khoảng cũng 20 nha, không? Đặc biệt ngay chỗ cái con này nè. Nó giống như một cái mông vậy. Đó. Và cái đế xuống rồi, ủ xuống. Rất là đẹp ha. Đây là cây mai mà mình sẽ tiến hành giao lưu với mọi người. Cái bộ đế của cây thì nó cũng khá là đẹp và bông búp này mọi người rất nhiều nha. Ở đây nè, thấy không, búp mà khá là ok ha mọi người. Đây là cái mặt sau của cây nè đó. Đó mọi người, nãy mình nói ha, hoành cũng tầm khoảng 20 ha. Đế này nữa sẽ nâng lên, bộ đế này là những cái cọng rễ thì nó cặm xuống nha mọi người, nó cặm xuống mà đều. Rất là ok và qua tới bên đây luôn. Rất là đẹp ha, cây rất là to và nó rất là cao. Nó ăn ăn lắc lượng lên tới trên đây luôn đó mọi người, thấy không, những cây rất là ok. Cây này về khoảng thời gian đó thì nó sẽ đẹp và chơi Tết bông búp thì nó rất là nhiều nha, ở đâu cũng vậy dân ha. Bông búp nó rất là nhiều đây họ ở trên đoạn luôn nè. Cây này nuôi cũng rất là công phu đó mọi người. Anh em mà thích thì có thể liên hệ ha. Rồi.